Hello, tôi tên Hân ở Maryland thì hôm nay anh sẽ làm cái demo cái Ultimate Treatment Pedicure. Thì cái Treatment Pedicure này là nó giúp cho mình cân bằng cân bằng cái healing của mình, là ý là mình tất cả các bộ phận trong cơ thể của mình nó đều nằm, những cái huyệt đạo nằm dưới chân hết, cho nên khi mình mang dép mỗi ngày hay là kia là nó bị block nó không có đả thông những cái huyệt đạo trên chân của mình. Thì qua cái pedicure này thì nó đả thông những huyệt đạo ở trên chân của mình, nó giúp cho tất cả các bộ phận trong cơ thể của mình được khỏe hơn, tốt hơn. Ok, thì khách hàng vô thì mình cứ đưa cái menu này cho khách nó coi được, là thử khách biết nó chọn cái nào, cái package nào để dùng. Thì hôm nay thì anh sẽ làm cái Galvanic Ultimate Treatment Pedicure. Ok, thì trong cái package này mình có 5 sản phẩm khác nhau và cái máy Galvanic Spa. Cái sản phẩm đầu tiên là cái Soy Solution, là giúp cho đứt chân hay da khô. Cái thứ hai là cái Eye Sensor, nó giúp cho mình relax cái muscle. Cái thứ ba là cái Firewalker, nó giúp cho máu huyết mình lưu thông tốt hơn, chân mình nhẹ nhàng hơn. Và cái thứ tư là cái Body Shaping Gel, nó giúp cho đẩy những sản phẩm này vô sâu trong da, trong thớ thịt của mình. Thì từ xưa giờ những cái pedicure của mình là mình chỉ làm với ngoài da thôi, thì qua cái pedicure treatment này á, là nó giúp nó đẩy những cái sản phẩm sâu trong thớ thịt của khách hàng, cho nên khách hàng khi mà ra về nó cảm giác được cái chân nó nhẹ nhàng hơn, tối ngủ chân nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Và cái thứ năm là cái bao bát Border, thì cái bao bát Border nó giúp cho mình khi mình thoa lên da của mình thì nó thẩm thấu trong da, nó giúp cho mình tạo ra cái chất chất nước là cái moisturize. Và cái body serum gel này nó giúp cho reduce cái cellulite, nó làm tăng tế bào mỡ, cho nên khi mình làm lên lên cái chân nó, nhiều mình để ý coi thì có nhiều lúc mình thấy cái một chân nó nhỏ hơn, một chân lớn hơn. Ok, thì anh bắt đầu cái pedicure nha. Cái sản phẩm đầu tiên mình dùng á, mình bỏ cái eye extension, mình bỏ từ ở đầu gối xuống dưới mắt cá. Và sản phẩm thứ hai là mình dùng cái Firewalker, mình bỏ trên lòng bàn chân, trên chân mình bỏ hai cái này lên, xong mình thoa đều ra. Thì cái eye extension nó giúp cho những người, nhất là những người mà đi đứng nhiều hay tập thể dục á, thì khi mình tập thể dục thì cái muscle mình nó bó lại, thì mình giúp cho cái muscle mình nó relax, nó co giãn tốt hơn. Cái Firewalker là mình bỏ mỗi ngày, trọng lượng cơ thể của mình nó đè lên chân của mình, cho nên nó làm chặn đứng đi những cái mạch máu lưu thông ở trên chân, cho nên nhiều lúc mình cảm thấy mình đứng mình cảm thấy là bị thốn dưới gót chân hay là chết lòng bàn chân. Nhất là phụ nữ, những người phụ nữ mà mang giày cao gót thì rất là tốt cho dùng những sản phẩm này. Nó giày cao gót thì mình thường bị đau cái này, bị thốn cái này, thì cái này nó giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn, chân mình nhẹ nhàng hơn. Ok, thì hai sản phẩm này nó không có dòng điện, mình muốn cho cái những sản phẩm nó thẩm thấu sâu trong thớ thịt của khách hàng, cho nên mình dùng cái body shaping gel. Thì body shaping gel nó có mang dòng điện âm, mình thoa đều lên trên trên từ đầu gối xuống với lòng bàn chân. Và mình đừng có quên là mình bỏ trong kẽ chân nha. Và cái này là cái máy gặp spa, khi mình cầm làm cho khách á, mình cầm lên một tay, mình cầm lên trên cái miếng inox này, và một tay mình đụng lên trên chân của khách, và mình dùng số 4 cho body serum gel. Thì số 4 thì nó sẽ mang dòng điện âm, thì trên cái gel, cái body serum gel là điện âm, âm với âm nó đẩy nhau, cho nên nó giúp hai đẩy hai cái Firewalker và cái eye sensor sâu trong thớ thịt của khách hàng. Khi mình bỏ lên da, trên chân mình nghe tiếng bíp, nghĩa là máy đang hoạt động và máy nó đo trên da khách. Căn bản của cái làm chân, cái treatment chân này là cũng giống như cái facial. Thì cái da của mình và thớ thịt mình nó càng lớn thì da nó chảy xệ xuống, nó tụt xuống, thì muốn giúp cho đẩy nó đẩy lên thì mình ở dưới mình đẩy hơi pressure lên chút xíu, xuống thì chạy lên, mình đẩy lên. Cái pedicure này rất là giúp cho những người mà
phụ nữ khoảng 75% phụ nữ mà sau khi có con rồi thì nó có người ta thường bị là cái bị cái mạch máu, cái gân máu nó nổi lên á, thì nó giúp cho tan cái gân máu đó, giúp cho máu lưu thông tốt hơn để mình có thể đi sơ lên. Mình nghe cái tiếng bíp cứ mỗi 10 second nó bíp một lần là cho mình biết là cái máy đang hoạt động. Còn nếu mà không bíp thì cái máy nó không hoạt động. Và đồng thời khi mình thấy cái dòng điện, cái đèn này mà nó nhá, nghĩa là nó không có chạy, nó không có lưu thông. Cho nên làm sao mình lúc nào để ý là cái đèn, cái thể mình nhìn xuống cái dưới cái treo mình thấy cái đèn nó không có nhá là cái máy nó chạy. Thì tất cả những cái huyệt đạo ở trên cơ thể mình, từ cả trên trí nhớ, trong tất cả ngũ tạng lục phủ nó cũng nằm đều nằm dưới lòng bàn chân hết. Cho nên mình làm sao để giúp cho đả thông những cái huyệt đạo đó. Cái treatment pedicure này mình làm khoảng chân bên này 5 phút, bên kia 5 phút, là bằng một người massage mà làm cái massage chân á, bằng 2 tiết đồng hồ. Thì cái chân này mình làm, khi mình làm với khách là mình cái này là treatment pedicure cho mình, khi sau khi mà mình làm cắt da, chà cắt bóng xong hết trơn rồi, đến cái phần mà mình massage cho khách thì bắt đầu mình dùng những sản phẩm này vô. Thì thường là mình recommend là cái package mà cái ultimate treatment pedicure này là mình lấy khoảng 30 đồng extra của những cái pedicure mình, giống ví dụ như là cái chân của mình là 27 đồng hay là 30 đồng, nếu 30 đồng đi, chân thường 3 triệu đồng thì mình lấy thêm 3 triệu đồng nữa là cái chân này 6 triệu đồng. Mình có thể mình chia ra nhiều cái package khác nhau, giống như làm chân thường cộng với solution và cái 3 bát weather mình lấy thêm 10 đồng. Hoặc là mình lấy cái 3 bát weather cộng với cái fire water
mình lấy thêm 10 đồng. Hoặc là mình lấy eye sensor, body shaping gel và bar back order, mình lấy thêm 20 đồng. Thì cái bucket này mình dùng mấy, mình lấy thêm thêm tiền. Còn cái ultimate treatment bao phải dùng 5 sản phẩm. Thì sau khi mình làm xong, nghe tiếng bíp 5 phút đó, máy nó báo mình biết là tít tít tít, là biết là 5 phút hết. Thì mình làm chân này xong, mình đắp khăn nóng lên cho khách hàng và đồng thời mình vô qua tiếp tục chân thứ hai. Ok, thì mình làm cái chân này lên xong á, mình đắp khăn nóng cho khách. Ok, mình đắp lên cho khách xong, cho khách cái chân này nghỉ ngơi, mình làm chân này 5 phút xong, mình trở lại chân bên này. Thì mình trở lại chân bên này, mình lau chân này xuống. Okay, sau khi mình lau xuống xong thì mình sẽ làm cái bỏ cái bước kế tới, mình bỏ cái soul solution. Thì soul solution là giúp cho mình tái tạo lại làn da. Nếu mà khách hàng có chân nứt hay là da khô, da dày đó, thì mình bỏ những nơi nào mà cần thiết, giống như chân gót, là có nhiều người khách mà bị nứt gót chân thì bỏ anh đó. Phụ nữ mang giày cao gót thì bị có cái này hay là bên này, hay bên này thì mình bỏ lên cho khách. Khi bỏ lên mình đánh, mình massage chút xíu để cho sản phẩm nó thẩm thấu vô tốt hơn, nhanh hơn, thì nó sẽ hơi hồi hơn. Ok, sau khi mình bỏ cái bar bath, cái soy solution xong, mình dùng cái bar bath powder. Thì bar bath powder là mình bỏ lên trên chân khách để giúp cho khách được giữ cái độ ẩm tốt hơn. Thì mình bỏ lên cho chân khách thì nó thẩm thấu trong da, nó thẩm thấu da và nó tạo ra cái chất nước trên da. Cho nên cả ngày mình cảm thấy là cái chân của khách hàng nó được giữ cái độ ẩm tốt hơn, không bị khô. Mình bỏ lên vùng massage sờ chút xíu. Thì những người mà làm massage chân á, những cái huyệt đạo mà rất là nhỏ, cho nên nó mình dùng tay thường của mình á, mình bấm không, nhiều lúc mình bấm không được, cho nên mình dùng cái máy. Thì máy nó có hai cái góc, hay là cái ở giữa này mình thường mình bấm vào những cái huyệt nó hữu hiệu hơn, hoặc là người ta dùng cái đầu tay người ta bấm trong cái huyệt. Ok, sau khi làm xong rồi thì anh chị sẽ thấy được là cái hai cái chân mình so sánh lại hai chân. Mình thấy cái sự thay đổi khác nhau trên chân. Cái màu da là một phần, nhưng mà mình thấy cái cấu trúc của da, mình thấy cái làn da nó giống như có thêm cái sức sống trên da. Ok, rồi mình sẽ nhìn ở dưới ở gót chân ha. Ở gót chân bên này là cái này mình không có chưa chà, nhưng mình thấy là nó mịn màng hơn so sánh với cái chân bên kia. Nên khi cái chân này mình làm xong, mình thấy được có nhiều cái nó thay đổi trên chân mà khách cảm thấy nó thích hơn. Bây giờ mình nhìn thấy hai chân này, thấy chân bên này nhỏ hơn chân bên này. Thì cái body shaping gel này nó giúp cho chân tế bào mỡ nó bớt đi, cho nên mình thấy hai cái chân nó nhỏ, chân này nhỏ hơn chân này. Ok, cảm ơn quý vị đã coi cái demonstration trên cái Ultimate Treatment Pedicure. Thank you.